Trở lại cùng với quý khán giả trong chương trình tin tức ngày hôm nay Cùng với lại Trọng Thắng và tiếp theo đây là phần tin thế giới Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ Bởi công ty xuất nhập cảng Tenly Yến Số điện thoại 714-418-9788 Hoặc vào trang mạng tiệm yến.com Với các sản phẩm Đông Trùng Hạ Thảo nhụy Hoa Nghệ Tây Saffron Tin từ London cho biết là Tổng thống Ukraine đến thăm Vương quốc Anh. Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã đến với nước Anh đánh dấu một chuyến công du nước ngoài lần thứ hai của ông kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự. Tổng thống Ukraine ông Volodymyr Zelensky cùng với phái đoàn đã hạ cánh tại phi trường Stansted ở London lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 8 tháng 2. Ông Zelensky đã được Thủ tướng Anh ông Rishi Sunak đón tại phi trường. Tổng thống Zelensky đã viết trên trang mạng xã hội ông là một trong những nước đầu tiên viện trợ cho ukraine và ngày hôm nay tôi ở london để đích thân cảm ơn người dân anh vì sự ủng hộ của họ và thủ tướng rishi sunak vì sự lãnh đạo của ông lãnh đạo của ukraine dự kiến sẽ phát biểu trước quốc hội của nước anh họp với lại thủ tướng sunak và ít kiến vua charles đệ tam thủ tướng sunak và tổng thống zelensky cũng sẽ cùng nhau thăm lực lượng ukraine đang được huấn luyện tại nước anh thủ tướng nước anh cho rằng Chuyến thăm của ông Zelensky đến đây là một minh chứng cho lòng dũng cảm, quyết tâm và tinh thần chiến đấu của Ukraine, đồng thời minh chứng cho mối quan hệ giữa hai quốc gia không thể phá vỡ. Anh vừa công bố các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào 6 thực thể của Nga, đã cung cấp thiết bị quân sự cho quân đội. Trong danh sách có những nhà sản xuất của máy bay không người lái CST, đơn vị sản xuất các bộ phận trực thăng, Comcac và đơn vị vận chuyển thiết bị quân sự Ovoron Logistics, nhà sản xuất bộ phận cho hệ thống hỏa tiến phòng không Universal, MASH và LIPEX, công ty dịch vụ công nghệ thông tin Moscom và 8 cá nhân người Nga cũng đã bị liệt vào danh sách trừng phạt này. Trong đó có các doanh nhân, tỷ phú và chủ sở hữu hãng tin mang quan điểm ủng hộ cho Nga. Vương quốc Anh là một quốc gia viện trợ quân sự lớn hàng thứ hai cho Ukraine chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Họ đã hỗ trợ quân sự lên tới 2.3 tỷ bảng Anh cho Kiev trong năm 2022 và cam kết ủng hộ một khoản tiền tương tự trong năm 2023. Anh cũng đã thực hiện một chương trình huấn luyện cho 10.000 lính bộ binh của Ukraine trong 6 tháng qua và sẽ đào tạo thêm 20.000 người nữa trong năm nay. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ hai của ông Zelensky kể từ khi nổ ra cuộc xung đột ở Ukraine, hồi tháng 12 năm 2022, tổng thống Zelensky đã đến Hoa Kỳ và phát biểu trước Quốc hội kêu gọi phương Tây duy trì dòng chảy vũ khí và viện trợ tới Ukraine. Trên đường từ Mỹ trở về nước, ông Zelensky đã dừng chân ở Ba Lan và gặp gỡ cùng với Tổng thống Andrzej Duda. Các viên chức trong Liên Âu hy vọng sau chuyến thăm nước Anh, ông Zelensky sẽ tới Brussels, nước Bỉ trong ngày 9 tháng 2, vào thời điểm sắp tròn một năm nổ ra cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đi thị sát vùng tâm chấn động đất trong ngày 8 thì tháng 2, phát biểu với các phóng viên trong chuyến thăm đầu tiên tới với tỉnh Kamaman Maras gần Tâm Chấn, Tổng thống Tayyip Erdogan cho hay đã có những vấn đề đối với tuyến đường và phi trường khi các trận động đất xảy ra, nhưng mọi thứ đã trở lại bình thường trong các ngày sau đó. Cho dù ông cho biết là vẫn còn tồn tại một số các vấn đề về năng lượng, nhưng ông Erdogan đã khẳng định là khó khăn sẽ sớm được khắc phục. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân lắng nghe thông tin từ chính quyền trong bối cảnh nhiều người than phiền về tình trạng thiếu nguồn lực và cho rằng giới chức đã phản ứng chậm chạp đối với tình hình. Ông Erdogan đang đến thăm khu vực chịu ảnh hưởng của trận động đất để trực tiếp thị sát mức độ thiệt hại và công tác ứng phó tại hiện trường. Giới chức của Thổ Nhĩ Kỳ ước tính khoảng 13.5 triệu người chịu ảnh hưởng khi động đất làm dung chuyển cả một dải lãnh thổ kéo dài 450 km tính từ thành phố Adana ở miền Tây tới thành phố Diyarbakir ở miền Đông có 6.400 tòa nhà tại Thổ Nhĩ Kỳ đã bị tàn phá trong trận động đất có độ lớn lên tới 7.8 độ Richter. Tổng thống Erdogan cho biết chính phủ dự định trong vòng một năm sẽ xây dựng nhà ở cho những người bị mất nhà cửa ở 10 tỉnh chịu ảnh hưởng. Tổng số người bị thiệt mạng vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên con số trên 11.000 người, trong đó ở Thổ Nhĩ Kỳ là trên 8.500 người. Con số này đã được cho là sẽ còn gia tăng vì động Động đất khiến cho hàng trăm tòa nhà đổ sập tại nhiều thành phố và vùi lấp những người dân vẫn còn đang ngủ trong trận động đất. Trong khi đó thì thời tiết giá lạnh và khắc nghiệt tại nhiều vùng chịu ảnh hưởng của động đất càng gây thêm khó khăn cho việc tìm kiếm và cứu những người còn mắc kẹt bên trong các đống đổ nát. Tính cho đến nay thì đây là trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng nhất tại Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 1999 cho đến nay. Tin từ Úc cho biết là một chiếc phi cơ chữa cháy bị gặp nạn, hai viên phi công thoát chết một cách thần kỳ. Thông tấn xã Reuters đưa tin cho biết là chiếc phi cơ cứu hỏa Boeing 737 đã rơi và bốc cháy trong lúc làm nhiệm vụ ở công viên quốc gia Fitzgerald, nhưng hai viên phi công đã thoát chết một cách thần kỳ. Phát biểu trong cuộc họp báo, lãnh đạo của cơ quan ứng phó khẩn cấp của tiểu bang West Australia là ông Stephen Dawson. Ông cho biết, thật kỳ diệu, họ vẫn có thể bước ra khỏi chiếc phi cơ đó. Chúng tôi rất mừng vì họ vẫn khỏe mạnh. Đây là minh chứng cho kỹ năng điều khiển phi cơ của họ. Chiếc phi cơ gặp nạn là một chiếc uh, phi cơ chữa cháy đã được hoán cải từ máy bay chở khách Boeing 737. Nó gặp nạn khoảng 20 giây sau khi xả nước khống chế một đám cháy ở công viên quốc gia Fitzgerald. Trong ngày 6 tây tháng 2, hai viên phi công đã cố gắng điều khiển chiếc máy bay trượt trên mặt đất trước khi phi cơ bị vỡ làm đôi phần đuôi thì bốc cháy và bị ngọn lửa thiêu rụi hình ảnh trên không cho thấy đám khói đen dày đặc bốc lên tại hiện trường với một vệt va chạm dài trên mặt cỏ nơi mà chiếc phi cơ trượt qua Hai phi công không bị thương và đã xuất viện chỉ một ngày sau đó, danh tánh của họ chưa được công bố. Cơ quan an toàn giao thông vận tải của Úc cho biết đây là một tai nạn va chạm với địa hình đầu tiên liên quan tới một chiếc Boeing 737 và đồng thời tuyên bố mở một cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân tai nạn, giới chức sẽ đặt câu hỏi cho hai phi công và nhân chứng cũng như là xem xét hồ sơ bảo trì phi cơ, điều kiện thời tiết và nhiệm vụ đang tiến hành. Các nhà điều tra cũng sẽ thu thập thiết bị ghi dữ liệu hành trình bay và ghi âm buồng lái tại hiện trường. Tin từ New Zealand cho biết là phát hiện 3 tấn rưỡi cocaine trôi dạt trên biển Thái Bình Dương. Trong ngày 8 tháng 2, cảnh sát của New Zealand cho biết là họ đã phát hiện 3 tấn rưỡi cocaine trôi dạt tại một khu vực hẻo lánh ở biển Thái Bình Dương sau khi một lượng lớn ma túy này được một tổ chức buôn ma túy quốc tế thả xuống biển. Đây là vụ thu giữ ma túy lớn nhất tại quốc gia châu Đại Dương này từ trước cho đến nay. Giám đốc cảnh sát New Zealand ông Andrew Coster cho hay số ma túy nói trên đã được bọc trong 81 gói và được ném xuống tại một địa điểm trung chuyển nổi trước khi bị một tàu hải quân phát hiện và thu giữ. Sau một hành trình 6 ngày, con tàu này đã trở về New Zealand. Tại đây thì cơ quan chức năng đã lập hồ sơ đối với số ma túy này cũng như là tiến hành công tác tiêu hủy. Giá trị ước tính của 3 tấn rưỡi cocaine trên thị trường chợ đen là 500 triệu tiền New Zealand, có nghĩa là khoảng 316 triệu Mỹ kim. Nhiều khả năng điểm đến của số ma túy này là Úc Ông Coster nhấn mạnh, cảnh sát tin rằng số ma túy nói trên đủ để cung cấp cho thị trường Australia trong vòng một năm. Còn đối với thị trường New Zealand, con số ma túy này có thể đủ dùng trong 30 năm. Ông cho biết là vụ phát hiện số ma túy nói trên diễn ra sau khi New Zealand phát động một chiến dịch mang tên Hydros vào tháng 12 năm ngoái, phối hợp với các đối tác quốc tế để xác định và theo dõi hoạt động của các con tàu khả nghi. Hiện nay thì cảnh sát, hải quan và quân đội New Zealand vẫn tiếp tục phối hợp với các cơ quan quốc tế để điều tra về vụ việc. Tin từ Madrid, Tây Ban Nha cho biết là một vụ bùng phát vi khuẩn Salmonella tại nhà hàng Casadani. Thông tin xã EFP đưa tin cho biết là món trứng tráng tortilla là một món ăn đặc trưng của Tây Ban Nha, được làm từ khoai tây chiên, trứng và hành tây. Nhà hàng Casadani ở Madrid nổi tiếng với món trứng này. Tuy nhiên, Casadani đã phải tạm thời đóng cửa sau khi ít nhất là 59 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi thưởng thức món ăn này ở nơi đây. Thông tin xã BBC cho biết, Dựa theo thông tin của Sở Y tế Madrid, cho hay có 6 người phải nhập viện và nhà hàng đang phối hợp với cơ quan y tế địa phương để bảo đảm nhà bếp của họ không có vi khuẩn Salmonella và được sớm mở cửa trở lại. Nhà hàng Casa Dani đã giành được nhiều giải thưởng ẩm thực như là giải vô địch Tortilla Khoai Tây Tây Ban Nha 2019 và xuất hiện trong hạng mục ẩm thực Somebody Feed Feel của Netflix. Nhà hàng này phục vụ khoảng 100.000 đĩa tortilla mỗi một năm. Vụ ngộ độc thực phẩm đã đặt ra một mối quan ngại về cách mà các nhà hàng chế biến món ăn này, cũng như là quy định chế biến món trứng. Trong 30 năm qua, chính phủ Tây Ban Nha đã ban hành những hướng dẫn chế biến trứng và cho rằng món trứng phục vụ thực khách phải được tiệt trùng hoặc nếu là trứng tươi thì phải nấu chín ở nhiệt độ ít nhất là 75 độ C trong tháng 12 vừa qua, chính phủ đã nới lỏng một số các quy định đó là trứng tươi phải được nấu chín ở 70 độ C trở lên trong 2 giây hoặc là ở nhiệt độ 63 độ C trong vòng 20 giây. Những bốc nhiệt này rất quan trọng vì lòng trắng trứng chín ở từ 62 đến 65 độ C còn lòng đỏ trứng thì chín ở mức 65 tới 70 độ C. Chính quyền của Madrid cũng đã đưa ra các cảnh báo rằng mùa hè là một điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn Salmonella xuất hiện trong món ăn tortilla này. Họ thông báo rằng điều này xảy ra khi đầu bếp sử dụng trứng tươi phần ở giữa của tortilla không đông lại và tortilla được nấu chín để ở nhiệt độ phòng hơn 2 giờ trước khi được ăn. Họ khuyên rằng không nên làm sạch trứng trước khi cho vào tủ lạnh và không đập trứng lên đĩa dùng để tránh chế biến bị nhiễm bẩn. Đồng thời nên sử dụng trứng đã tiệt trùng thay vì là trứng tươi để làm món ăn này. Tuy nhiên, có đến 90% thực khách đều thích ăn bằng trứng tươi.